Xin chào các bạn khán giả của kênh VTV Lốc. Hiện nay mình đang có mặt ở nhà thờ giáo họ Nhân Hậu. Nhà thờ giáo họ Nhân Hậu thuộc giáo hạt Liễu Đề, giáo phận Bùi Chu. Nhà thờ Nhân Hậu thì đang được trùng tu lại. Và hôm nay anh em chúng tôi xuống đây để quay một chút về cái nhà thờ Nhân Hậu cho mọi người cùng coi trước khi đã được làm mới lại. Và đây chính là cái không gian phía trước của nhà thờ. Mặc dù đây là một nhà thờ giáo họ thôi, nhưng chúng ta thấy cái không gian phía trước rất là rộng. Nhà thờ có một cái hang đá, mà hang đá này được làm một cách rất đặc biệt, đó là họ dùng cái vò họ ghép lại chứ không phải là một cái hang bằng đá. Và đây chúng ta thấy có một đôi giống như là một đôi đang vào nhà thờ để làm lễ hôn nhân vậy. Và phía sau chúng ta thấy có một cây thập giá tự và được làm bằng những cái hòn đá lăn, bên dưới thì làm bằng những bằng cái cối bằng đá ngày xưa đấy các bạn, bây giờ rất là hiếm. Ở đây nhà thờ đang được trùng tu lại, họ đang trùng tu lại cái mái. Tôi thấy ở bên trong hang này có một cái điều rất là đặc biệt, đó chính là bên trong tôi thấy đặt hình tượng của Đức Mẹ đang nằm. Nhà thờ giáo họ này gồm có một tháp chuông khá là cao. Đây có lẽ là nhà nguyện đấy các bạn. Đây trong hệ họ để cái chữ là thờ Chúa hết tình, hết mình vì Thiên Chúa. Đây giống như một cái nhà mục vụ vậy. Đây là những cái cột kèo mà bị hỏng ấy thì người ta đã hạ xuống và họ sẽ làm cái thay thế bằng những cái mới, còn cái nào còn chắc chắn thì họ sẽ để rùi mè. Tôi thấy là họ sẽ thay bằng những cái gỗ mới. Đây chính là phía sau của ngôi thánh đường, chúng ta thấy cũng khá là đẹp, được trang trí bằng những cái mảnh, và cái mảnh này là gọi là mảnh sành như các bạn, họ đập từ những cái vò, những cái bát đó, họ đập ra và họ trang trí rất là đẹp, rất là tính nghệ thuật rất là cao. Ở đây họ tận dụng những cái đồ cổ họ mang ra họ làm các bạn. Và đây chính là ngói lập đây, ngói lập Hạ Long. Tất cả những bức tường bao quanh họ đều đập những cái mảnh chai, những cái mảnh sành, những cái mảnh bát, những cái mảnh vò họ ghép vào, nhìn rất là lạ, khá là đẹp. Bên trong của ngôi thánh đường này những cái lào còn mới họ để, còn những cái lào bị hư mục, bị mọt thì họ sẽ thay thế bằng gỗ mới. Chúng ta thấy cái bộ khung này chắc chắn là bằng gỗ lim, mà chúng ta thấy vẫn còn nguyên si, rất chắc chắn. Bên trên những cái đầu cột và đầu xà đó cũng được chạm trổ những cái hoa văn khá là đẹp. Đây là một ngôi nhà thờ giáo họ với khoảng hơn 200 nhân danh. Ở đây cũng là một trong ngôi giáo họ cũng khá là lớn. Ở phía cuối nhà thờ, ở trên gian cung thánh thì người ta làm bằng mái bằng, thành ra là người ta cũng không cần phải không cần đụng đến gian cung thánh. Đây các bạn thấy gian cung thánh, tòa thánh rất là đẹp, sơn son thiếp vàng. Gian cung thánh họ đổ mái bằng các bạn, họ chỉ cần che cái bằng cái bạt thì họ có thể là lập cái ngói ở bên ngoài thôi. Đây chính là toàn cảnh gian cung thánh này các bạn.
tường thì cũng đã mốc rêu lên rồi. Thánh thể trường sinh, Đức Mẹ Maria. Đó là những cái chữ mà họ đè lên trên cung thánh. Lời Chúa trường tồn. Và video mình làm về nhà thờ Giáo Họ Nhân Hậu sẽ tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.